Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chú lính hải quân xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của chú lính nè. Mẫu này thì mình sẽ làm chiều cao tầm khoảng 13 cho đến 15 cm, thích hợp để trang trí cho nhiều không gian khác nhau, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng làm quà lưu niệm cũng được ha. Để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len mill cotton 125g và kim 2,5mm ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Lưu ý cho mình khi kết thúc mỗi vòng móc nè, các bạn sẽ kéo dài sợi len lên một tí, nghiêng sợi len về tay cầm kim móc, sau đó guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đó 2 mũi cùng chân móc ha. Mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Làm tương tự cho 5 chân còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng ha. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng nè. Chân móc thứ ba cũng móc mũi tăng. Chân móc thứ tư tương tự ha, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc thứ năm cũng tương tự, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng, ta cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Sau khi kết thúc được vòng móc thứ hai này, mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn, tạo ra 12 chân cho vòng móc kế tiếp. Kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại ha, lên một xích. Đến vòng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên ta sẽ móc mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó là mũi tăng vào chân kế tiếp. Mình được cụm móc thứ hai ha, sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng cũng tạo cho mình một cụm ha. Kết thúc vòng móc này mình sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi, mình tạo ra tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Kết thúc nè. Guốc lại ha, lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ dựa vào cho mình vòng móc bên trên. Vòng móc đó mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì dựa vào vòng móc bên trên nè, mình có một móc đơn, sau đó là mũi tăng. Thì các bạn tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này. Đây được gọi là số mũi đơn lẻ ha. Ở đây mình một mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình lên một mũi nữa. Mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Được 2 mũi rồi ha, tăng tịnh tiến hơn so với vòng bên dưới một mũi rồi. Thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Hoặc là ở cụm này các bạn có thể để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ của cái cụm này ha. Ở đây của mình 2 mũi mỗi chân nè, thì 2 mũi là số chẵn, mình cũng có thể đảo công thức cho mình ở vòng này. Thì hai mũi này các bạn có thể đảo công thức bằng cách chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ này ra. Mình có thể móc một mũi móc đơn trước. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc mũi tăng. Chân kế tiếp nữa sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là khi đảo công thức ta sẽ có được cụm như thế này. Một móc đơn, mũi tăng và một móc đơn, cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Các bạn có thể móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng cũng được. Hoặc là mình cũng có thể làm theo công thức 2 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Ở đây mình sẽ đảo công thức cho vòng tròn của mình nó đều hơn nha. Tương tự cho đến cuối vòng nè. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng có được tổng cộng là 6 cái cụm móc ha. Ta tăng được 6 mũi cho vòng này, tạo ra 24 mũi móc đơn. Vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi, mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân.
Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình là mũi tăng ha. Như vậy là ở vòng móc thứ 5 này mình sẽ có được cụm móc như thế này, 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng cuối cùng của mình sẽ tăng được tổng cộng là 30 mũi móc đơn, tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần đỉnh đầu rồi thì các hàng kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa ha. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân nè. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Các bạn cứ dựa cho mình vào hàng tăng mũi bên trên. Bên trên mình tăng tổng cộng là 5 hàng móc tính luôn vòng tròn đầu tiên. Thì cái phần mà không tăng mũi các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn cái phần này một hàng móc. Thì mình sẽ móc tổng cộng là 6 hàng. Sau khi hoàn tất cho mình được 6 hàng móc móc đều rồi nè, nhiều hơn so với cái hàng tăng mũi bên trên một hàng. Thì lúc này cái phần đầu nó sẽ có được một cái độ sâu. Bây giờ mình sẽ giảm mũi ha. Để giảm mũi thì dựa vào hàng tăng mũi gần nhất ở bên trên. Hàng tăng mũi gần nhất của mình là 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng nè. Các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ của cái hàng tăng mũi cuối cùng này, 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bê cho mình cái số mũi mỗi chân này xuống phía dưới ha. Ở đây mình có 3 mũi thì bê xuống phía dưới, các bạn sẽ móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè, chân thứ hai và chân thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi, ở bên trên thay vì tăng mũi mình móc mũi tăng vào chân kế bên. Còn lúc này mình giảm mũi, các bạn sẽ giảm cho mình chụm 2 chân liên tiếp lại thành một mũi ha. Cách chụm như sau nè, ta đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len. Lúc này mình đừng có kéo dài sợ len quá ha, mà giữ nguyên cái vị trí này sát với đầu kim. Sau đó đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua chân móc. Khi trên kim được 3 đường móc, kéo len qua hết 3 đường trên kim, ta sẽ có được một mũi giảm. Và mình cũng có được cụm móc như thế này, 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Móc tương tự cho mình cho cụm này cho các chân còn lại đến cuối vòng. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè, mũi thứ nhất, mũi thứ hai và mũi thứ ba, sau đó sẽ là mũi giảm ha. Đâm kim lần lượt vào chân kế bên và chân kế tiếp, kéo qua 3 đường. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm móc, ta giảm đi được 6 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo vào guốc lại lên một mũi móc xích. Thì lúc này cái phần đầu của mình nó sẽ dần dần bo nhỏ lại ha. Hàng móc kế tiếp thì thay vì như hàng tăng mũi bên trên nè, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ. Lúc này mình giảm mũi thì các bạn sẽ giảm dần số mũi móc đơn lẻ của hàng móc bên trên xuống một mũi ha. Ở đây của mình 3 mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn giảm cho mình đi còn 2 mũi mỗi chân. Khi được 2 mũi mỗi chân rồi, hai chân móc kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm. Kéo qua 3 đường trên kim nè, thì mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó tiếp tục giảm cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Mỗi hàng móc kế tiếp thì cứ giảm dần số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ha. Hàng kế tiếp thì mình sẽ có một mũi móc đơn, sau đó là mũi giảm nè, cho đến khi cái phần này nó có một cái độ rộng vừa phải. Khi để móc đến cái hàng gần cuối cùng, một móc đơn sau đó là mũi giảm, tạo ra tổng cộng là 12 chân móc. Thì các bạn sẽ nhồi gòn cho mình vào bên trong cho cái phần đầu của mình nó có độ cứng cáp hơn ha. Mình sẽ tạo ra được cái phần đầu như thế này. Khi hoàn tất được phần đầu rồi, tiếp tục cái hàng cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân móc của cái hàng này. Mình sẽ móc liên tiếp 6 mũi giảm ha, vào 12 chân móc này. Mũi giảm đầu tiên nè, vào 2 chân móc ha. Kéo qua 3 đường trên kim. Tiếp tục mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba, sau khi hoàn tất được 6 mũi giảm liên tiếp thì kết thúc đâm kim vào chân mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời, cuốc cho mũi dời của mình nhỏ lại. Lúc này không lên một xích mà các bạn kéo dài sợi len và cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Thì vòng cuối cùng ở cái phần đầu của mình nè, mình có tổng cộng là 6 cái mũi giảm, tạo ra 6 chân ha. Thì ta lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 chân đó. Đây, 6 đường móc bên ngoài. Đâm từ ngoài vào trong ha. Đường móc đầu tiên nè. Tiếp tục, đường thứ hai,
đường thứ ba, đường móc thứ tư, đường móc thứ năm của chân thứ năm và đường móc thứ sáu. Khi đâm kim được vào 6 đường móc liên tiếp thì ta đâm kim vào cái vòng tròn đầu tiên luôn. Kéo ra ha, guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó giấu sợi len thừa vào bên trong. Cắt đoạn len thừa đi. Ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu như thế này ha, canh chỉnh cho phần gòn của mình nó đều lại nè. Hoàn tất được phần đầu rồi, bây giờ mình sẽ móc cái phần tai. Tai thì các bạn sẽ lấy cho mình cái hàng móc thứ 3 và thứ 4 của 6 hàng móc mà mình móc đều á. Tay ha, mình sẽ đâm kim theo cái chiều như thế này. Đâm theo hai cái chân móc nằm ngang. Đặt cái phần đầu như thế này và đâm theo hai chân móc nằm ngang nè. Thì ở hai hàng móc đều, hàng móc thứ 3 và hàng móc thứ 4 của 6 cái hàng mà mình móc đều á, nó sẽ có 3 cái đường móc. Mình sẽ đâm kim vào cái đường móc này. Đường móc tiếp theo sẽ nằm ở bên trên nè. Tiếp tục đường móc thứ 3 ha. Thì mình sẽ đâm kim vào 3 cái đường móc này để mình tạo một cái phần tai nè. Ta sẽ đâm kim vào đường móc đầu tiên trước ha. Sau đó đưa sợi len ra phía sau. Kéo sợi len qua cái đường móc này. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái đường móc thứ 2 là cái đường móc nằm bên trên ha. Móc vào đây cho mình là 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên, khi móc nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn vào cái chân móc đó rồi thì tiếp tục đến cái chân thứ ba, ta đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len lên và cắt len ha. Sợi len thừa của mình nó đang nằm ở mặt phải, ta đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc cái mũi giờ kết thúc đó, kéo sợi len vào bên trong để mình giấu cái sợi len thừa này. Còn cái sợi len thừa ban đầu mình có giấu vào trong 6 mũi móc đơn đó, các bạn chỉ cần cắt len ha. Ta sẽ hoàn tất được một bên tai rồi nè. Tiếp tục đến cái tai thứ hai thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cho nó đều với cái phần tai đầu tiên ha. Mình sẽ sử dụng kim móc, các bạn sẽ canh nè, canh ướt chân cho mình từ cái phần đỉnh tai bên này. Mình sẽ giống thẳng qua ha. Mình cũng chọn cái hàng thứ ba và thứ tư của 6 mũi móc đều. Từ bên này ha, giống thẳng qua. Từ cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình một phần tai tương tự. Cũng đâm kim vào ba cái đường móc này ha. Đường móc thứ nhất nè. Đường móc thứ hai và đường móc thứ ba. Ta cũng làm tương tự giống như cái phần tai mà mình vừa móc. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được hai tai cho phần đầu của chú Hải Quân rồi ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Do sử dụng màu đen nên sao sẽ hơi khó thấy mũi móc một tí ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai vòng tương tự giống như cái phần đầu. Vòng đầu tiên với 6 mũi đơn và vòng thứ hai với 6 mũi tăng, tạo ra tổng cộng là 12 chân móc. Thì đến vòng móc kế tiếp nè, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi. Để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc nè. Mình có thay màu cho các bạn dễ hiểu hơn nè. Một chân móc nó sẽ có hai đường móc thì mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên trong ha. Và những đường nằm bên trong như thế này. Thì chân đầu tiên cũng đâm kim vào đường nằm bên trong móc mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trong ha. Tương tự đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn vào 12 chân ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có được cái phần thân dài với độ cao lên trên. Bây giờ mình sẽ thay màu ha. Để thay màu thì các bạn sẽ kéo dài cái mũi móc này lên. Ở đây mình có thay màu cho các bạn dễ thấy nè. Kéo dài cái đường móc lên ha, cái mũi móc đơn cuối cùng. Ở cái mũi móc đơn cuối cùng nó sẽ có một cái đường móc nằm ở bên ngoài. Ta sẽ đâm kim vào đường móc bên ngoài đó. Và một cái đường móc nằm thẳng của cái chân mũi móc đơn cuối cùng đó. Khi trên kim được hai cái đường móc như thế này thì mình sẽ đưa cái sợi len mà mình cần thay ra phía sau, kéo sợi len qua hai đường móc này. Ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc mũi dời để kết thúc. Sau đó guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Còn cái sợi len màu xanh này nè, mình sẽ kéo cho nó sát lại ha. Và cắt cái đoạn len màu xanh đi.
Như vậy là trên kim của mình sẽ thay được màu ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái mũi cuối cùng của cái phần màu đen. Thì như vậy khi thay màu mình cũng có được cái phần đổi màu rồi nè. Hàng móc kế tiếp thì mình cũng móc đều và lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn, ta sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm hai hàng móc như vậy nữa ha. Như vậy là phần chân của mình nó sẽ có cái độ cao là 4 hàng móc. Móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ móc cho mình một chân đầu tiên tương tự như vậy. Sau đó mình sẽ kéo và cắt len ha. Đến cái chân móc thứ hai thì khi móc lên một mũi móc xích, chọn cho mình một chân móc bất kỳ ở cái phần chân đầu tiên. Ta đâm kim vào cái chân móc đó, móc một mũi dời. Như vậy là mình đã nối được hai chân ha. Lên một mũi móc xích. Thì khoảng cách giữa hai chân nó sẽ cách nhau là một mũi xích mà mình gây nên nè. Bây giờ mình sẽ móc phần thân trên ha. Mỗi chân mình sẽ có 12 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 12 mũi móc đơn vào 12 chân. Đây là chân đầu tiên ha. Móc 12 mũi móc đơn vào 12 chân nè. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Khi hoàn tất được 12 mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, đến chân kế tiếp là cái chân của mũi móc xích mà mình nối á, móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Vào chân mũi móc xích mà mình nối của hai chân nè. Ta có mũi móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba cũng vào cùng chân móc đó. Khi hoàn tất được 3 mũi móc đơn vào một cái chân móc đó rồi, tiếp tục di chuyển kim đến cái chân thứ hai. Mình có 12 chân móc, các bạn cũng móc lần lượt cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Khi hoàn tất được 12 mũi móc đơn vào 12 chân của cái chân thứ hai rồi, chân kế tiếp sẽ là cái chân móc xích mà mình nối nè. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân đó 3 mũi móc đơn ha. Thì ở đầu bên kia mình móc 3 mũi móc đơn rồi, bây giờ mình tiếp tục móc 3 mũi móc đơn ở đầu bên này. Hoàn tất được 3 mũi móc đơn vào cái chân cuối cùng đó rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Mỗi chân của mình có 12 mũi móc đơn, cộng lại mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi. Cái xích mà mình nối nè, mỗi bên mình có 3 mũi, tổng lại là 6 mũi ha. Cộng hết tất cả là mình sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc đơn cho cái hàng móc này. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần thân rồi, thì các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè, móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng màu xanh cho đến khi đạt được độ cao của cái phần quần. Các bạn có thể lên cho mình tầm khoảng 4 hàng ha. Sau khi móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này nó đã đạt được cái độ cao của cái phần quần từ phần chân đi lên rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ thay màu cho cái phần áo. Để thay màu thì tương tự giống như cách thay màu từ màu đen lên màu xanh. Cũng kéo dài cái sợi len của mũi móc đơn cuối cùng. Sau đó đâm kim vào đường móc bên ngoài của cái chân mũi móc đơn cuối cùng đó. Và một đường móc nằm thẳng của cái mũi móc đơn cuối cùng đó luôn ha. Khi trên kim có được hai cái đường móc như thế này rồi, mình sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau. Kéo cái sợi len này qua hai đường móc trên kim. Sau đó móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Sợi len màu xanh nè, mình sẽ kéo ha, cho nó sát với lại cái mũi móc. Sau đó cắt cái đoạn len màu xanh đi. Như vậy là mình cũng thay được màu cho cái phần thân rồi ha. Từ đây tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự nữa, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Khi móc nhớ giấu sợi len thừa nè. Mình sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi hoàn tất được một hàng móc thay màu rồi nè, thì để tạo cái phần thắt lưng á, các bạn khoan hãy móc phần thân đi lên, mà mình sẽ tạo cái phần thắt lưng trước cho nó dễ ha. Đưa sợi len màu đen ra phía sau, chọn một chân móc bất kỳ ở giữa của hàng màu trắng và màu xanh nè. Mình sẽ chọn cái chân móc cuối cùng, đâm kim vào chân móc, sau đó kéo sợi len màu đen qua. Lúc này ta sẽ lần lượt đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp, mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời ha.
móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, mình sẽ tạo ra cái phần thắt lưng như thế này. Khi móc đến cuối thì chân đầu tiên ta bắt đầu đâm kim, cũng là chân cuối cùng mà mình đâm kim luôn ha. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim vào cái chân mình vừa móc cái mũi cuối cùng đó, mình sẽ kéo cái sợi len ra phía sau, sau đó giấu vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cái phần dây thắt lưng. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc màu trắng cho đến khi cái phần thân của mình nó đạt được một cái độ cao. Mỗi chân mình cứ móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có được 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Để canh sai thì các bạn có thể móc thêm cho mình hai hàng như vậy nữa để cái phần thân nó có được một cái độ cao. Thì từ cái phần chân dưới lên đến cái hàng mà mình vừa tăng đây, nó đã sắp xỉ bằng với cái chiều cao của đầu rồi. Bây giờ mình sẽ giảm mũi cho cái phần thân ha. Để giảm mũi thì cái hàng giảm mũi đầu tiên móc cho mình theo công thức như sau. Ba chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi nè. Chân thứ hai một mũi. Và chân thứ ba một mũi móc đơn. Khi có được 3 mũi móc đơn mỗi chân thì hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua 3 đường trên kim nè. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Sau đó hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai ha, sau đó làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, ta có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, giảm đi được 6 mũi cho cái phần thân. Kết thúc vòng nè. Guốc lại ha, lên một mũi móc xích. Thì cái vòng mình vừa giảm mũi này nó sẽ tạo ra tổng cộng là 24 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc kế tiếp, mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn. Ta sẽ có được 24 mũi móc đơn vào 24 chân. Mình sẽ có hai hàng tương tự như vậy ha. Sau khi đã hoàn tất được hai hàng móc móc đều thì hàng kế tiếp tiếp tục giảm mũi. Để giảm mũi thì tương tự giống như là cái phần đầu, mình sẽ giảm dần số mũi móc đơn lẻ của cái hàng mình giảm mũi cuối cùng ạ. Ở đây mình có 3 mũi sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ giảm đi, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi sau đó là mũi giảm ha. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Được 2 mũi rồi, hai chân kế tiếp móc mũi giảm. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 2 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Và sau khi móc đến cuối vòng rồi, tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc móc đều. Và hai hàng móc đó mỗi hàng sẽ có 18 mũi móc. Khi hoàn tất được hàng giảm mũi rồi, hai hàng kế tiếp móc đều thì hàng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha. Ta cũng dựa vào hàng giảm mũi gần nhất, giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống. Ở đây hai mũi sau đó là mũi giảm, thì bây giờ giảm cho mình còn một mũi móc đơn, sau đó là mũi giảm. Như vậy là ở hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi đã hoàn tất được hàng này rồi ha, thì các bạn sẽ tiến hành cắt len. Mình sẽ tạo ra được cái độ rộng với 12 cái chân móc. Cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó nhồi gòn vào bên trong. Để cho cái phần gòn của mình nó được nhồi đều vào bên trong cái phần chân á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào bên trong cái phần chân. Sử dụng đầu kim móc và nhồi cho mình cái phần gòn xuống dưới chân nè, để cho cái phần gòn nó đều hơn ha. Làm tương tự cho hai chân luôn, sau đó nhồi thêm gòn vào cái phần thân thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân cứng cáp như thế này. Sợi len thừa thì mình sẽ xỏ sợi len vào trong kim khâu. Các bạn sẽ khâu cái phần thân này vào trong đầu ha. Mặt phải của cái phần đầu là cái mặt mà có cái hàng mũi móc đơn này là mặt phải ha. Đây, mặt phải nè, và đầu bên cạnh cũng là mặt phải, thì đây sẽ là mặt trước của chú lính ha. Đây mình sẽ chọn là đỉnh đầu ha, có những hàng tăng mũi dần. Còn đây là phía dưới nè, hàng giảm mũi. Đưa cho mình cái hàng giảm mũi vào phần thân. Phần thân thì cái mặt sau là cái mặt mà mình kết thúc hàng móc. Mặt trước sẽ là cái hàng móc đều như thế này ha. Áp vào. Cái hàng cuối cùng của phần thân mình tạo ra tổng cộng là 12 chân móc. Thì bây giờ mình sẽ nẹp với lại cái hàng mà ta móc cái cụm một mũi móc đơn, sau đó là mũi giảm á, ở cái phần đầu nè. Là cái hàng thứ hai tính luôn cả cái hàng chụm ha.
mình cũng có được 12 chân móc. Thì ở cái phần đầu á, để đâm kim thì các bạn sẽ đâm kim vào hai cái đường móc nằm ngang. Chân mình vừa đâm kim lên nè, thì tiếp tục đâm xuống và đâm kim lên chân kế tiếp. Tiếp tục ở chân vừa đâm lên thì đâm xuống và đâm kim chân kế tiếp. Đây, phần đầu mình sẽ đâm kim như thế này. Còn đối với phần thân thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong, lần lượt các cái chân móc tương ứng ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách khâu nè, đặt cho nó canh chỉnh cho nó đều lại nè. Sau đó tiếp tục ha, phần đầu thì đâm kim vào hai đường móc nằm ngang, kéo lên nè. Phần thân thì đâm từ ngoài vào trong chân móc tương ứng, sau đó đâm kim vào hai đường móc nằm ngang của phần đầu nè, kéo lên. Khi các bạn khâu một đoạn vừa đủ thì mình sẽ guốc lại cho cái đường khâu của mình sát lại ha. Sau đó khâu dần dần cho mình cho đến hết vòng. Như vậy là ta sẽ khâu được hoàn tất phần thân với phần đầu, giấu sợi len thừa vào bên trong. Cắt loạn len thừa đi ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần tay. Tay thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, giữ nguyên vị trí, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 đến 10 mũi móc đơn, tùy vào cái phần tay các bạn thích cho nó to hay nhỏ ha. Mình sẽ móc là 8 mũi móc đơn. Móc đơn thứ 3, móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5, móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7 và mũi móc đơn thứ 8. Khi có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha, và lên một mũi móc xích. Thì phần tay của mình sẽ tạo ra cái độ rộng là 8 cái mũi móc đơn. Tiếp tục hàng kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa. Từ đây mình cứ móc đều cho nhiều hàng móc ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè. Thì hàng kế tiếp cũng móc 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha. Được hai hàng móc màu của thân rồi ha, thì bây giờ mình sẽ thay màu nè. Kéo dài sợi len sau đó đâm kim vào hai đường móc của cái mũi móc đơn cuối cùng. Đưa cái sợi len mình cần thay ra phía sau. Kéo sợi len qua hai cái chân móc đó. Chừa một đoạn vừa đủ dài ha. Sau đó đâm kim vào chân của mũi đầu tiên ở cái vòng móc này, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Kéo cái sợi len màu da nè, guốc lại ha. Và cắt cái phần len đi. Như vậy là ta sẽ thay được màu cho phần thân. Hàng móc kế tiếp thì cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta có 8 mũi móc đơn vào 8 chân. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho hết vòng móc này và thêm nhiều vòng móc nữa đến khi mình đạt được cái độ dài của phần tay ha. Các bạn có thể móc cho mình ở phần màu trắng này tầm khoảng 7 hàng móc. Hoàn tất được phần tay rồi thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó xỏ sợi len vào trong kim khâu. Nhồi cái phần gòn vào bên trong tay cho phần tay của mình được cứng cáp hơn ha. Các bạn sẽ khâu phần tay của mình ở hai bên hông của phần tay nè, từ tay nằm thẳng xuống ha. Và để khâu thì mình sẽ đặt cái vị trí ở sát với lại cái phần cổ nè, đâm kim vào các cái đường móc của hàng cuối cùng ở phần thân ha. Phần thân thì mình cũng đâm kim vào hai cái đường móc nằm ngang. Còn cái phần tay thì mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài vào hai cái chân móc tương ứng với nhau. Đây, phần thân nè, thì phần tay ha, đâm kim vào hai cái đường móc song song và tương ứng với nhau. Tiếp tục nè, đâm kim vào phần thân thì đâm kim vào đường móc nằm ngang. Còn phần tay thì đâm từ trong ra ngoài. Khâu tương tự cho mình cho đến hết. Cắt len thì mình sẽ hoàn tất được phần tay ha. Hoàn tất được phần tay rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần cổ áo. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây ta sẽ móc lên 19 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ 2, 3, 4, 5. Khi hoàn tất được 19 mũi móc xích rồi, ta tạo được một cái độ rộng cho phần cổ áo. Móc lên một mũi móc xích. Chân móc thứ 19 móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục 5 chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4 và mũi thứ 5. Được 5 mũi móc đơn lẻ vào 5 chân liên tiếp thì chân móc kế tiếp móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc.
Những bạn nào mà khó thấy mũi móc thì có thể đánh dấu cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa của ba mũi này nha. Ta có được một góc. Năm chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Được 5 mũi rồi thì chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Nhớ đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này nha. Tiếp tục 5 chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Ở những cái mũi móc cuối cùng thì khi móc mình nhớ giấu cái sợi len thừa ban đầu mình chừa á, của cái phần nút á, giấu vào trong để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư và mũi thứ năm. Khi hoàn tất được 5 mũi rồi, còn lại một chân cuối cùng thì chân này mình sẽ móc mũi tăng, tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên cho phần cổ áo. Chụm hai cái đầu của cái phần mình vừa tạo ra, nó sẽ tạo ra được một cái phần cổ áo như thế này, vuông vức ở phía sau ha. Hàng móc kế tiếp tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên mình sẽ móc mũi tăng, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình sẽ có 7 mũi móc đơn vào 7 chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân nằm chính giữa của 3 mũi ta móc vào cùng chân móc đó. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Đến cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân nằm chính giữa của 3 mũi mà mình móc vào cùng chân móc. Ở cái góc này ha, thì cái chân nằm chính giữa đó móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2. Nhớ đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này nha. Kế tiếp mình sẽ móc 7 mũi móc đơn vào 7 chân. Chân kế tiếp nó sẽ là cái chân nằm chính giữa của cái góc kế tiếp á. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Và mũi thứ bảy. Được 7 mũi liên tiếp rồi, chân kế tiếp là chân nằm chính giữa của cái góc bên này. Mình cũng móc vào đó 3 mũi móc đơn. Nhớ ha, khi hoàn tất 3 mũi này đánh dấu vào chân nằm chính giữa nè. Kế tiếp sẽ là 7 mũi móc đơn vào 7 chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Hoàn tất được 7 mũi, còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc đó tương tự như chân đầu tiên, móc mũi tăng vào chân đầu tiên đó ha. Ta sẽ hoàn tất được hàng thứ hai. Hàng móc thứ ba thì móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Hàng này sẽ làm tương tự như hàng thứ hai, tức chân đầu tiên và chân cuối cùng mình sẽ móc mũi tăng. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến cái chân móc nằm chính giữa của 3 mũi móc vào cùng chân móc thì chân chính giữa đó móc 3 mũi móc đơn. Kế tiếp ha, góc bên này các bạn cũng làm tương tự, mỗi chân một mũi móc đơn. Đến cái chân nằm chính giữa của góc này cũng móc 3 mũi móc đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến chân cuối cùng thì móc cho mình mũi tăng vào chân cuối cùng, tức 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Những bạn nào mà không để ý được mũi móc thì công thức mình có để trên màn hình ha. Móc đến khi ta hoàn tất được 3 hàng móc cho cái phần cổ áo. Và kết thúc phần cổ áo này nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài nha. Sau khi đã hoàn tất được 3 hàng móc cho phần cổ áo rồi, các bạn sẽ đặt cho mình cái góc, góc vuông ở cái mặt sau ha. Và mặt trước mình sẽ kéo hai cái đầu ra phía trước. Ta sẽ hoàn tất được phần cổ như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo những cái đường viền trắng ở trên thân cổ này. Ở cái sợi len mà mình tạo viền chừa một đoạn vừa đủ dài, sau đó mình sẽ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, các bạn sẽ chọn cho mình một mặt là mặt phải của cái phần cổ nè. Thì mình sẽ chọn cái hàng cuối cùng, mặt phải của hàng cuối cùng là mặt phải của phần cổ áo luôn. Từ cái vị trí này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng thứ hai và thứ ba ha, là những cái chân móc này nè. Giữa của hàng thứ hai và thứ ba thì ta đâm kim vào cái chân đầu tiên ha, kéo len qua chân móc, sau đó tiếp tục đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp với nhau, mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời. Các bạn sẽ dời mũi cho mình cho đến cuối hàng,
Khi giờ được đến cuối hàng thì kéo và cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó tiếp tục tạo cho mình một cái đường tương tự ở giữa hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Mình sẽ có được hai cái đường viền cho phần cổ áo. Những cái đoạn len thừa mình có chừa một đoạn vừa đủ dài ha. Sử dụng kim khâu ha, xỏ những cái sợi len màu trắng này vào trong kim khâu lần lượt nè. Cái sợi đầu tiên ha là giữa cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Đặt cho mình cái phần cổ nè. Mặt phải của cái phần này là cái mặt mà mình có cái mũi dời của màu trắng lên trên ha. Canh cho cái phần cổ nó đều lại ở phía sau nè, hai cái góc nó nằm ở hai bên. Sau đó mình sẽ kéo hai cái đầu của mặt trước lại để tạo được cái chữ V cho cái phần cổ áo này ha. Thì từ cái chân móc kết thúc của cái sợi mà mình vừa xỏ nè, các bạn sẽ khâu cho mình một đầu này lại, tạo thêm một đường chữ V như thế này. Mình sẽ khâu vào cái đường móc tương ứng ha. Bỏ qua cho mình hai hàng móc đâm kim giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba, tính từ trên xuống nè. Nhớ đâm kim vào cái đường nằm chính giữa của cái mũi dời cuối cùng ở cái phần cổ ha. Sau đó khâu lại. Khâu hoàn tất thì giấu cái sợi len thừa vào bên trong. Tiếp tục đến cái sợi thứ hai ha. Là cái sợi ở phía dưới nè, cũng xỏ sợi len vào trong kim khâu. Sợi thứ hai thì các bạn sẽ chích cho nó về một hướng như thế này, một góc 45 độ. Sau đó mình cũng đâm tạo cái đường chữ V, đâm giữa hàng thứ ba và hàng thứ tư ha. Sau đó cũng đâm kim đến cái đường nằm chính giữa của cái mũi cuối cùng nè. Khâu hoàn tất rồi thì giấu len. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đầu còn lại ha. Mình cũng xỏ cái sợi đầu tiên bên trên trước. Sau đó cũng tạo một đường chữ V đối xứng với lại cái mũi đầu tiên mà mình khâu nè, tạo một cái khoảng vừa đủ ha. Giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba từ trên xuống. Khâu lại sau đó giấu len thừa. Tiếp tục đến sợi thứ tư ha, là sợi cuối cùng nè. Cũng xỏ sợi len vào trong kim khâu. Sau đó các bạn cũng đâm cho mình vào cái đường đối xứng với lại cái đường khâu thứ hai á. Tạo một cái góc chữ V như thế này. Những cái sợi len thừa này để giấu chắc chắn á, thì các bạn sẽ đâm kim vào bên trong. Sau đó mình sẽ giấu vào trong các cái đường móc để cho cái sợi len của mình nó không có bị tuột ha. Sau đó cắt những cái đoạn len thừa đi thì mình sẽ nối được cái phần cổ lại rồi nè. Ta đã cố định được cái phần cổ áo vào trong thân rồi. Thì tiếp tục đến cái sợi len màu xanh dài mà mình chừa ra ban đầu nè. Các bạn cũng xỏ sợi len vào trong kim khâu. Bây giờ mình sẽ nối hai đầu của cổ áo vào một cái chân móc nằm chính giữa để tạo cái cổ chữ V ha. Trước tiên là đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái đầu bên này. Kéo lại cho hai đầu của mình nó sát lại với nhau. Sau đó mình sẽ khâu vào bên trong cái hàng phía dưới ha. Cũng đâm kim vào hai đường móc nằm ngang. Sau đó các bạn sẽ khâu cố định cho mình cái điểm này lại ở phía dưới đây. Khi đã cố định được cái điểm này nó sát lại với nhau rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tạo những cái đường ở chính giữa của phần cổ áo, những cái đường nằm ngang màu xanh ha. Ta sẽ đưa cái sợi len này vào bên trong. Mình sẽ đâm kim ở sát mép của cái phần cổ và tạo những cái đường nằm ngang. Chọn cho mình hai chân móc đối xứng ha. Và mình sẽ đâm kim tạo những cái đường nằm ngang như thế này. Để cho những cái đường ở bên trong nó nổi hơn á, thì khi các bạn tạo cho mình một cái đường như thế này rồi, mình sẽ tiếp tục tạo thêm một lần nữa. Tức là mỗi đường nó sẽ có cái độ dày tầm khoảng 2 sợi để cho nó nổi hơn ha. Khi đã khâu hoàn tất rồi thì giấu len thừa vào trong các cái đường màu xanh ở phần cổ. Cắt phần len thừa đi. Ta sẽ hoàn tất được cái phần cổ áo với những cái đường viền như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần nón. Tạo cho mình một vòng tròn với 8 mũi móc đơn vào vòng tròn. Mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5,
móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7 và mũi móc đơn thứ 8. Khi có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, cuốc cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại và đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời nhớ ha, kéo dài sợi len, cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 8 mũi móc đơn, tạo ra 8 chân cho vòng thứ 2. Thì công thức móc ở cái phần thân nón này nó sẽ tương tự giống như cái cách mà mình tăng mũi ở cái phần đầu. Chỉ khác ở chỗ là cái vòng đầu tiên mình móc 6 mũi ở phần đầu, vòng đầu tiên ở phần nón mình móc 8 mũi. Các vòng móc tăng mũi kế tiếp thì mỗi vòng mình sẽ có 8 cụm liên tiếp ha, thay vì là 6 cụm giống như cái phần đầu. Công thức mình có để trên màn hình ha. Các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức trên màn hình cho đến khi ta đạt được tổng cộng là 5 hàng móc tăng. Sau khi đã hoàn tất được tổng cộng là 5 hàng móc tăng mũi thì hàng cuối cùng của mình đang dừng lại ở 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lên. Mình có 4 mũi móc đơn mỗi chân. Được 4 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Như vậy là ở cái phần nón mình sẽ tăng nhiều hơn so với cái phần đầu một hàng móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, ta sẽ tạo ra tổng cộng là 48 mũi móc đơn cho vòng móc này, tạo ra được một cái độ rộng tương thích cho phần nón ha, che được cái phần đầu. Thì tiếp tục kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì mình sẽ tạo cái phần thân dưới cho phần nón của mình ha, khi đã có được một cái độ rộng này rồi. Thì hàng đầu tiên cho cái phần thân dưới, để ý cho mình ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc. Ta cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào đường nằm bên dưới ha. Mình sẽ có tổng cộng là 48 mũi móc đơn vào 48 chân. Chân đầu tiên một mũi móc đơn và cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới nè. Chân thứ hai, chân thứ ba tương tự ha, sau đó tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì kết thúc vòng và móc lên một xích, tạo ra được một cái độ sâu cho phần thân nón rồi ha. Đến hàng kế tiếp thì các bạn sẽ giảm mũi cho mình ha. Để giảm mũi thì ca cũng dựa vào cái hàng mình tăng mũi cuối cùng ở bên trên. Mình có 4 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ mình bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống phía dưới. Ta sẽ có 4 mũi móc đơn mỗi chân. Lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường nằm bên dưới nữa ha. Mũi thứ 3 và mũi thứ 4. Có được 4 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm. Kéo qua 3 đường trên kim nè, ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, mình sẽ có 8 cụm liên tiếp. Sau đó hàng kế tiếp các bạn tiếp tục giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này, mình sẽ có 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm ha. Các bạn sẽ móc cho mình đến hết cái vòng tiếp theo. Sau khi hoàn tất được hai hàng móc giảm mũi thì lúc này cái số mũi móc của phần nón nó sẽ nhiều hơn so với số mũi móc của phần đầu 2 mũi. Các bạn sẽ tạo ra cái độ rộng cho phần nón rồi thì vòng kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa, cũng không cần phải giảm mũi ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn. Mình sẽ có 32 mũi móc đơn vào 32 chân, móc tương tự đến cuối vòng. Móc đến cuối vòng thì mình sẽ thay màu, cách thay màu cũng tương tự giống như cách mà mình thay màu ở phần thân ha. Đâm kim vào hai đường móc của cái chân mũi đơn cuối cùng, kéo sợi len thay màu qua và móc vào chân của mũi đầu tiên một mũi dời. Cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Lên một mũi móc xích. Kéo cái sợi len màu trắng lại, sau đó cắt cái đoạn len màu trắng đi ha. Mình sẽ thay màu được cho cái họa tiết của mình. Hàng kế tiếp cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Phần viền này các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc tương tự như nhau. Mình sẽ có 32 mũi móc đơn vào 32 chân cho hai hàng này. Và khi đã hoàn tất được hai hàng móc tạo viền cho phần nón rồi, ta sẽ có được một cái form nón như thế này. Từ đây móc lên một dây móc xích để mình tạo cái độ dài cho cái phần dây ở phía sau ha. Các bạn móc lên cho mình là 8 mũi móc xích nè. Mũi thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có được 8 mũi rồi ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào 8 chân đó, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi hoàn tất được 8 mũi móc đơn vào cái dây xích đó rồi, đến điểm kết thúc thì mình sẽ bỏ qua cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Ta sẽ móc vào chân của mũi móc đơn thứ 2 một mũi dời. Từ đây móc lên một dây móc xích tương tự và làm tương tự cho mình giống như cái phần dây bên này ha.
8 mũi móc xích và móc 8 mũi móc đơn vào 8 chân móc xích đó. Sau khi hoàn tất được cái sợi dây thứ hai rồi, kết thúc đâm kim vào chân kế bên, móc 1 mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái form nón như thế này ha. Tiếp tục thì mình sẽ viền ở cái phần cổ tay. Phần cổ tay các bạn sẽ viền cho mình hai hàng móc để tạo điểm nhấn cho cái phần tay áo ha. Mình sẽ đâm kim vào những cái chân móc như thế này để tạo những cái đường gân nè. Viền tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó viền thêm một hàng ở phía dưới nữa nha. Để tạo được cái phần miệng thì các bạn sẽ tách sợi ha. Sợi len của mình sẽ có 5 sợi nhỏ chập, các bạn sẽ lấy cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 sợi. Xỏ cái sợi len đó vào trong kim khâu. Trước tiên sẽ đính cho mình hai mắt lên trên mặt, sau đó mình sẽ giấu len và đâm kim vào ba cái chân móc nằm chính giữa của cái phần mắt. Chọn một chân móc đầu tiên trước nè. Sau đó kéo len. Từ chân móc đầu tiên này bỏ qua chân thứ hai và đâm kim vào chân thứ ba. Từ chân thứ ba ha, các bạn sẽ đưa cho mình đến cái chân thứ hai và đưa cái chân ở phía dưới của chân thứ hai, đâm kim xuống dưới. Cái sợi len của mình đang nằm ở phía dưới kim nè, các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len qua. Như vậy là cái phần miệng của mình nó sẽ tạo ra được một cái độ bo cong như thế này, nó đều hơn ha. Ở cái chân móc mà mình vừa đâm kim lên, các bạn tiếp tục đâm xuống dưới cũng cái chân móc đó luôn ha, để mình cố định được cái form miệng này. Đâm về cái chân móc mà mình bắt đầu đâm kim vào luôn ha. Sau đó mình sẽ cố định lại hai cái đầu này, ta sẽ tạo ra được một cái form miệng như thế này. Đối với phần nón thì khi các bạn hoàn tất cho mình được hai cái sợi dây ở phía sau rồi, giấu len thừa rồi ha. Thì ở phía trước của phần nón các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái lớp nỉ. Mình sẽ cắt một vòng tròn màu đỏ với ngôi sao màu vàng để đính cố định ở phía trước của phần thân nón ha. Ta sẽ hoàn tất được một form nón như thế này. Phần nón của mình có số mũi móc tổng cộng là 32 mũi, nhiều hơn so với cái phần đầu là 2 mũi ha. Thì khi các bạn đội vào nó sẽ dễ dàng hơn nè, mình cũng có thể chèn lên bên trên tay một tí ha. Đến cố định lại mắt với lại miệng rồi nè, ta sẽ hoàn tất được một cái chú lính hải quan xinh xắn như thế này. Khi hoàn tất thì mẫu nó sẽ có chiều cao tầm khoảng 13 cho đến 15cm. Các bạn có thể sử dụng làm quà lưu niệm hoặc mình có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!